năm 1979 dấu hiệu ra đời. Thì lúc đó cơ vận nó chưa có chuyển, nhưng mà Kiệt là người trong cơ vận. Mình không phải là đại đội trưởng của cái đoàn lính Navy SEAL nhảy dù nghe. Mình không phải là người, Đức Thầy mới là người. Thì cơ vận chưa có đến lúc, Kiệt chưa có dám lộ cơ. Lúc mà cha bắt đầu thấy cơ trời mà chuyển mạnh rồi đó, năm 2017, ngày 16 tháng 3 năm 2017, đúng ngày đó cha mẹ và tất cả rồng phụng bay đầy trên núi Thiên Long Sơn, thì hội đồng chư Phật thượng đế đọc thánh chỉ ban ra cái đạo này. Kiệt thì là người thừa lệnh là quỳ xuống dưới chân để mà nhận chiếu chỉ. Khi mà một cái đạo ra đời, bất cứ người nào lỗi lạc nhất thế gian, giỏi như kiểu sư cô Bùi Thượng Sư hay là ông Lý Hồng Chí, tất cả những người mà giỏi về đạo, cả những mấy thầy luôn, cũng chẳng ai dám lập cái đạo nếu không có lệnh của thượng đế, nếu không có Thiên Long Bát Bộ gia hộ, nếu không có hội đồng chư Phật approve. Mình đừng có nghĩ là mấy vị vô hình, là mấy vị không có phải là không biết, mấy vị phải đồng ý thì cái đạo mới ra được. Còn một người nào mà ngang nhiên mà ra cái đạo, nó cũng giống như là mình nói gì ta, không phải dễ ra cái đạo. Thì là ngày 16 tháng 3 năm 2017 đạo ra đời, được 36 tầng trời gia hộ, cả thiện thần, thần thế gian là địa tiên, những vị thần thổ hành tiên, rồi tiên cao tiên thấp, nhiều loại tiên lắm nha, rồi Bồ Tát thấp Bồ Tát cao, thánh thấp thánh cao, rồi Phật nhỏ Phật lớn, rồi tất cả bên Công giáo, mấy ông angel có cánh cũng là gia hộ cái đạo. Thì cho nên cái đạo này bây giờ ai mà có đại nạn gì khủng khiếp cỡ nào, bác sĩ chạy mà đeo vô cổ, cái cơ hội còn được 50%. Ung thư kiểu nào hay là Covid, đã qua cái mùa Covid cứu miết bao nhiêu người, cũng có dấu hiệu này. Huống hồ chi mình nói ba mấy triệu người bị Covid, bị bệnh tật bữa giờ chết, nghĩ dòng hồn họ ở đâu? Chị không xây được cái tháp ở Phú Quốc để mà rước họ vô, thì họ bay tùm lum hết, họ đi về nhà, họ đi đủ chỗ hết, chỗ nào mà không có Phật thì chỗ đó là có họ, họ kéo mình á. Khi đeo cái này đi nghĩa địa hay là đi nhà hoàng của mấy người thân bà con rồi đó, thì mấy con ma nó cũng nể hết tám phần. Đeo này là mình về nhà mình không có bị ớn lạnh hay là bị âm dâm nó theo. Còn thí dụ hình ông bà mình ở chùa, mỗi lần mình vô chùa mình lại ông bà mình, nhưng mà mấy con dâm kế bên nó cũng nhảy vô cái bóp mình, nó ngồi đi về nhà mình á, nó bóp đẹp chui vô mình xách nó về. Thì cảm ơn, là cảm ơn ai, là cảm ơn thượng đế là đúng nhất. Cha thương chúng ta, cha không có vũ sổ trái đất mình, cha cho cái đạo là để thanh lọc thiền bát nhã. Chị không có gì để mà nhận ơn này hết, chị nói thật trên mạng, chị chỉ là người con thương chúng sanh mới nhảy xuống đây, không muốn sống cảnh sung sướng trên trời tầng trời, mới mang xác phàm chịu bao nhiêu cực khổ đau đớn, thì mới hôm nay nói ra tiếng người, và đồng thời được lệnh của bề trên để mà nói ra những cái sự thật mà cái thế gian này á, bị bịt mắt bịt tai bởi những con cháu của ma quỷ lúc mà thời Phật Thích Ca nhập diệt nó hầm á. Thật kiểu phải nói thật, họ không phải là thầy, đa số họ là Atula mặc áo vàng tạo tóc đa số nha. Thì coi cốt thì biết mà, từ ông
Cho nên ông nào ông nấy là mê gái, ông mê gái mê trai BD á, nhiều lắm. Cho nên đừng có tưởng ông nào mà đẹp trai mà không phải BD, cộng lại á, là ngon là ngọt á, thì một khóa huấn luyện là ai mà không nói ngon ngọt. Việc lên đài hôm nay nói 204 cái clip, mỗi clip 3-4 tiếng đồng hồ. Kiệt nói thật, chưa từng ai dạy Kiệt nói một câu. Tự học mỗi ngày, tự học tự học. Từ lúc clip đầu tiên ra tới giờ tiếng Việt cũng bập bẹ, lớp 4 mà. Rồi không biết ca. Gần đây mấy vị nói con phải giao duyên khắp hết mọi tầng lớp xã hội. Những cái người hiểu con là đã hiểu con, đã thương con là đã thương con. Còn có những cái người mà người muốn thiện cảm với con mà để nghe con giảng pháp á, để nghe con nói chuyện sự thật á, mình nói chuyện sự thật là chuyện đạo á, để họ quay đầu á, thì mình mới dùng những cái phương tiện khác. Miễn sao để đưa hết tất cả những người hạ căn và thượng căn đi về gặp mặt cha mẹ và sống một cái gia đình sum họp ở trên thiên đàng. Đó là mục đích cuối cùng của Thiên Tấn Kiệt này. Ngoài ra không có mục đích gì khác ngoài mục đích đó. Không có mong giàu sang thế gian nữa. Có nhiêu tiền cũng cho hết. Kéo mọi người về. Chúng ta đang lặn hụp giống như chiếc thuyền nó bị bể. Giống như nói là có cá sấu, cá mập đồ nó cắn từng người. Kiệt lùa lẹ lên chừng nào thì được cha thương khen chừng đó. Trong lúc này hiện giờ nước Việt sẽ có nhiều người chết trong những ngày kế tiếp, thế giới sẽ có nhiều người, nhiều cái chuyện nữa. Đến khi mà cùng cực rồi vậy đó thì Đức Thầy mới xuất hiện, lúc đó mọi chuyện nó sẽ ổn định trở lại. Còn ngày nào mà quý vị chưa thấy Đức Huỳnh Phú Sổ mà xuất hiện á, đừng có hòng mà nước Việt yên. Bây giờ là nhà cửa bán được nghe, bữa nay nhà thương nhắc cửa đóng nha, ngày mốt siêu thị đóng nha, ngày bữa nọ nữa là dài ba trận nữa thôi là thuốc men bệnh tật nổi đầy luôn, rồi đói nữa. Bây giờ thì mình chưa thấy, đừng nói anh chi săn nhất hãy mở nổ súng Biển Đông cái là săn nhất nó không có chuyển vô kịp nữa, là xe cộ là ai ở đâu ở đó, cái máy cày cũng không có xăng để mà chạy nữa thì làm sao mà ra lúa. Ok rồi, ghi nhận, cảm ơn chị khen tặng dấu thiên tâm. Dấu thiên tâm này ở trên đó có nhiều người á, người ta không có ưa cái dấu này là vì ma quỷ nó đi lúc nào cũng đi ngược lại với Phật, với Thượng Đế. Nó tìm mọi cái lỗi nhỏ lỗi lớn. Quý vị có tưởng tượng ở trên đó là trên trời đã đeo dấu này rồi, 79 năm 79 người ta đã làm dấu này rồi, nó nói thằng Kiệt là quỷ, thì nó Kiệt là quỷ, cho nên để trái tim á không có giống như trong cái người của mình. Nó có nghĩa trái tim trong người của mình là đi xuống phải không? Trong khi trong cuốn kinh mình có nói tâm bình đẳng hướng thượng, thì cái trái tim này á, nó là đi lên để mình hướng thượng. Là cái tâm mình lúc nào á, mình có bận rộn kiểu nào, mình có khổ kiểu nào, có vô bị supervisor hay bị chồng nó quậu dễ chửi, nhưng mà mình là con người hướng thượng, mình cũng không có nóng nảy đột xuất, và mình cũng có một tâm hồn cao thượng, thì mình không có chấp cái người kia đang ở cái bực tức emotional trong lúc đó, thì là trái tim hướng thượng, vậy mà cũng bị chủ. Cái mình mới nhiều người comment nói đó, cái này kiếm Đức Thầy hỏi, hồi xưa ngày ra cái này, Thượng Đế ra cái này kiếm ha, kiếm mấy gì hỏi đi, thì chỉ biết sao làm y như vậy. Thế là Phật rồi. Nãy giờ bao lâu rồi, livestream bao lâu rồi? Cái gì? Tạm gì 3 tiếng? Tuần nào mình cũng ra cái clip để cho mọi người như món ăn tinh thần vui vui.
Còn chuyện tin tức của thiên tình nó đâu giống như Sấm Chan Trình nói là biết bao lâu, hay là ông nội Trần mới chết cả ngàn mấy năm. Cái chuyện tin tức kế tiếp đó là biển đông dậy sóng thì mình đã nói rồi, hôm nay mình có nói mình chỉ nhắc lại thôi. Chuyện kế tiếp nữa là mình nói nước Việt Nam đi vào ngõ cụt, mà ngõ cụt theo kiểu angle nghe, không phải ngõ cụt kiểu này nó hơi chậm, nó đi vô nè. Khi nào mà mấy đại ca mà bí đường á, bí á, thì lúc đó mới khấn Phật, rồi mới qua Mỹ kiếm chị, kiếm đức thầy, lúc đó là tính sao. Còn bây giờ chưa bí cờ tàng mà lại tính đường đẩy xe. Bây giờ mấy vị mà nghe cái đài này rồi, mấy vị mà nghe cái đài khác á, giống như là tức cười lắm. Ngày mai cộng sản mà nó còn á, thì bữa nay nó cũng nói nó cũng hùng mạnh, không bao giờ nó đang yếu. Kinh tế đang phát triển bởi nó quá trời luôn, thị trường chứng khoán Hà Nội, Sài Gòn rồi lên quá. Đài Thiên Đình là chính xác, chính xác hơn đài CNN luôn á. Giống như chuyện mà document của Hunter Biden với ông Biden đó, tới ngày hôm nay giống là nhân quả không? Chuyện của ông Trump quay lại nữa. Sửa kêu là Kennedy qua bên gặp bà Thái Anh Văn nữa. Không luôn. Cái rồi hỏi gì? À, thưa sư phụ, cái câu mà Bảo Sơn Thiên tự xuất đó, theo đệ tử thấy đó, suy luận từ rộng là từ thế giới, mà hẹp là về Á Châu. À, hẹp là về Á Châu, Thái Bình Dương mình đó. Thì đệ tử thấy cái câu Bảo Sơn Thiên tự xuất này nó có vẻ như là đang từ từ ló dạng rồi đó. Nhưng mà đây không phải là câu hỏi. Cái câu hỏi của đệ tử là Jerusalem á, là nơi sinh của Chúa Giêsu. Mà nó có một cái đặc điểm như thế nào mà để cho hai dân tộc giữa Palestine với Do Thái mà đấu với nhau, tựa như chết sống với nhau để chỉ có một cái chỗ Jerusalem thôi. Thì ở Việt Nam mình đó, thì sau này theo như sư phụ cho biết đó là núi Cấm. Như vậy cái núi Cấm sau này có phải là nơi sản sinh ra một đấng như giáo chủ, hoặc là có thể nói như thiên tâm đạo từ đó không? Xin hết. Chủ đã có rồi. Mình nói mình đại diện, nhưng mà đó là đại diện mặt vô vi. Về mặt hữu hình của mình á, người nào lập đạo là kiện lập đạo. Bởi vì nó ở trên mà trên nói là núi Cấm là chính, nước Việt là chính của một cái màn này, sứ mệnh của con. Tại sao lại là không chọn núi ở ngoài Hà Nội á, cao đẹp hơn, bự hơn, mà là chọn năm non bảy núi, không cao không thấp mà ở miền Nam? Mà tại vì cái núi Cấm này á, ở vào mấy chục nghìn năm về trước, nó là một trận chiến phong thần giữa chánh và tà. Ở ngay cái núi này, trong cái vô vi á, trong đó có cung vàng địa ngọc, trong mà vô vi mà mình không có thấy. Nó cũng giống như giờ mình không cái quạt trần á, mình để ngưng thì mình thấy ba cánh, mà cái quạt bắt đầu nó quay á, mình không thấy, đúng không? Mình thấy xuyên lên nóc nhà. Thì cái núi Cấm nó có một cái cung vàng địa ngọc cực kỳ ở đó, mà giữa tiên tà, thần tà và thiện thần và thiện tiên, tiên cao tiên trưởng Phật cũng tranh đấu để mà giành cái núi Cấm. Tại sao người An Giang bảo đảm ngày hôm nay luôn và những thời gian trước sẽ không bao giờ vào, là tự vì cái núi Cấm là rất là linh thiêng, mà những vị tiên lớn á, bỏ đi thì khi mà làm ô uế, cho nên chỗ đó sau này mà sạch sẽ trở lại sẽ giàu trở lại, dùng Long Xuyên đó. Ở trong vô vi cái chìa khóa là do ở trên trời mấy chư Phật thấy khóa lại, mình không thấy, nhưng mà những người có linh căn của cả nước Việt đó, thế giới nữa, họ biết
Cho nên bây giờ ai mà tưởng tưởng khùng khùng điên điên mà bị hành căn hành sát đó, đều bòi núi cấp hết. Tại sao người thường không bò? Mình phải suy nghĩ nha. Mà người có điển có linh căn không có phải là họ khùng, họ sống ở một thế giới kia cao siêu hơn, thì mình thấy họ là khùng nhưng mà không phải khùng. Cũng giống như tại sao chuyện nói chuyện tâm linh cao siêu, người không hiểu thì nói gì khùng, mà người hiểu quá thì quá sợ. Cái Kiệt xuất hiện không cần nói một câu nào, người ta thấy thằng Vua Kiệt này thôi á, là người ta có quản hồng tu rồi, không cần nói một chữ. Tại vì chúng sanh thời nay hai thách nhiều quá, rồi mất lòng tin với thượng thế, cho nên phải nói hoài. Từng nào ngồi ra đây nãy giờ nói nhiều hai tiếng rồi, không biết có nhiều người hiểu không. Chớ nóng nảy sân chi hư việc, phải để thời thằng Kiệt nó hồi ý, thì cái nước Việt nó mới bình yên. Mà ngày xưa Đức Thầy viết năm 1940 rồi, lúc đó mình chưa có ra đời á. Tiên tri đã nói nhiều lắm. Ngài Trạng Trình ổng cũng nói quá trời luôn, Nostradamus cũng nói quá trời luôn. Vậy mà cái tâm con người không tin vẫn là không tin. Cũng giống như Đức Thầy, Ngài đã nói trước cái này nè. Đây là lời của Đức Thầy, gán nghe lời Thầy dạy, gán nghe lời dạy của Thầy, để chừng đến việc kiếm Thầy khó ra. Ở câu này, ráng nghe lời dạy của Thầy, để chừng đến việc kiếm Thầy khó ra. Ẩn sát, mấy cái câu thơ ở trong của Thầy, ẩn sát phàm phu dình thích đạo, ẩn sát phàm phu dình thích đạo. Dịch ra có nghĩa là người mặc áo đời mà không hiểu Phật Pháp. Thì câu đó Đức Thầy nói, mặc tình thế sự chúng khinh khi. Dịch ra có nghĩa là rất nhiều đạo phái cười chơi người này. Mấy kẻ tu mi tròn nhân đạo, dịch ra có nghĩa là ý nói có mấy ai được như người này. Hiền nhân thức tỉnh kiến quyền di, dịch ra có nghĩa là khi thức tỉnh người này biết rõ chuyện trên trời và chuyện dưới đất, không thêm nữa chuyện địa ngục nữa. Ngay thẳng hiếu trung trang hiền thảo, ngay thẳng hiếu trung trang hiền thảo, dịch ra có nghĩa là người này luôn ăn ngay nói thật, trung hiếu vẹn toàn. Kim thời bá tánh gọi ngu si, dịch ra có nghĩa là người hiện đại luôn cho người hiện đại luôn cho người này là ngu si, vì có tiền mà không biết tận hưởng riêng mình mà chỉ lo cho đại đồng. Cầu cho bá tánh xét đời biết ta. Đó là lời của Đức Thầy ngày xưa, ông tiên tri ông nói về chuyện vậy đó. Bây giờ giàu cho bao nhiêu nhà tiên tri lỗi lạc, có nói kiểu nào nữa, nhưng mà con người không có đủ cái trí thông minh để mà hiểu những lời của người xưa nói thì nó cũng như không thôi à. Có trên mà mấy chư Phật với mấy thiện thần mà xuống đem hết mấy cái thằng ngu này dục xuống địa ngục hết thì đâu còn gọi là thanh lọc, hiểu không? Thanh lọc có nghĩa là mình, mỗi một người chúng ta đều có cái lương tri, đều có cái tánh thật, tánh thiện, phải tự thức tỉnh. Đó là như vậy. Rồi, chào con đi thượng lộ bình an nha, Vít Lắc. Về Việt Nam hả? Đừng có gặp thầy này, sát cô kia này nọ nghe, tao bỏ bùa con á. Rồi. Không phải, còn trong trứng mà, không gì đó. Trứng chưa có nở. Đỡ này gấp sửa đi về Việt Nam. Rồi con về thượng lộ bình an vui vẻ nha, sớm về nguyên hồn nguyên xác nha con, đừng có để về cái xác không mất cái hồn bệnh á. Thanh niên về á
cũng về chỉ còn cái xác thôi à, cái hồn mất ở bên Việt Nam. Phụ nữ thì cũng có nhiều người cũng bị á, mất hồn cười. Ok rồi, có ai hỏi gì nữa không? Mình take break time. Dạ em tên là Thiên Hồng. Để gần gần. Em đến từ Phoenix, Arizona. Phoenix, Arizona. Dạ. Năm trước em có đến một lần, có gặp anh Kiệt ở trên núi Thiên Hồng Sơn rồi. À, em có hai câu hỏi, em nhờ anh Kiệt giúp giùm em. À, câu thứ nhất là em xin anh Kiệt nhận em làm đệ tử ngày hôm nay. Làm đệ tử. Thiền Văn Nhã, thêm con họ Thiên nữa. Thật sự anh không phải là nhận đệ tử mà anh nhận giùm cho cha, cho mấy gì. Như là nhận giùm thôi. Chứ giờ chảnh mình là bạn nhau hết nha quý vị. Ở chảnh mình là cũng bạn nhau, tiên nữ với nó cũng giống như là trong triều đình vậy đó. Lúc Thái tử cũng ra khỏi hoàng cung đi chơi vậy. Ở bên là bạn nhau đi hái hoa rồi. Còn xuống đây thì cứ kêu lại gì cũng được, nhưng mà nhận cái dấu thiên tâm á là để cho cùng chung hết. Đại diện cho cha lên đây nhận cũng. Rồi tên gì? Thiên Hồng hả? Không, cháu này mà nó sợ